Hòa nhịp với xu thế đi lên của đất nước, những năm trở lại đây, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã bứt phá mạnh mẽ và hiện đang là địa phương điển hình trong xây dựng, hoàn thiện nông thôn mới kiểu mẫu, là điểm sáng và là điểm tham quan học tập kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của cả nước. Để đạt được kết quả đó, những đảng viên và người đứng đầu chi Đảng bộ Hương Trà đã dám nghĩ, dám làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương phát triển toàn diện và đáng sống. Đảng bộ xã Hương Trà, huyện Hương Khê hiện có 310 đảng viên với 7 chi bộ thôn và 6 chi bộ trực thuộc. Phát huy truyền thống xã anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ chống Mỹ, bước sang thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm trở lại đây, các đảng viên ở Hương Trà đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới, quyết tâm đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững về mọi mặt. Tùy theo từng cái thời điểm và hàng năm thì là đảng ủy xã sẽ là xây dựng nghị quyết chuyên đề riêng về các hạng mục triển khai đến tận các chi bộ. Và tùy theo đặc thù của từng chi bộ gắn liền với địa lý, địa hình của từng chi bộ. Có những thôn thì họ phát triển về lĩnh vực chăn nuôi, có những thôn họ phát triển về lĩnh vực trồng trọt, hoặc có những thôn thì họ lại phát triển về các cái lĩnh vực về ngành nghề dịch vụ. Trên cơ sở đó chúng tôi là lãnh đạo chỉ đạo và cụ thể hóa cho từng các thôn, sau đó là các thôn về để triển khai cho toàn thể nhân dân. Tùy theo khả năng, điều kiện của từng hộ gia đình thì họ sẽ đăng ký để xây dựng các cái mô hình và phát triển kinh tế theo vì chủ thể là vừa phát triển kinh tế vừa xây dựng nông thôn mới. Nói đi đôi với làm, xác định cấp ủy phải là người nêu gương trước, nên sau những cuộc thảo luận bàn bạc, ban chấp hành đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết. Theo đó, đồng chí bí thư đảng ủy phải là người giỏi về khoa học kỹ thuật, sẵn sàng cầm tay chỉ việc, hướng dẫn đến từng chi bộ, đảng viên và người dân. Cái chè này là mình là một năm rồi, nhưng mà nó còn trong quá trình mình chăm sóc, cho nên những cây khác nó lớn át mất. Nó không lớn được, bây giờ là mình tiết kiệm, mình phải lấy để mình xử lý lại. Nên là cái bầu chè như thế này thì mình phải là xăm vào cái đất, phá cái váng ở trên cái bầu này đi. Ở cấp xã, các đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy luôn thể hiện vai trò nêu gương, gần dân, sát dân. Thì ở cấp thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn cũng xác định được trách nhiệm của mình trong vai trò dẫn dắt nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, sản lượng và hiệu quả tại mỗi khu vườn, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân. Nhờ có sự giúp đỡ, hướng dẫn của chi bộ thôn, nhiều năm nay, gia đình ông Hồng cũng như các hộ dân khác ở thôn Đông Trà không còn con trâu đi trước, cái cày theo sau. Mà với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa máy móc vào ruộng nương như thế này, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp của gia đình tăng lên rõ rệt, thu về hàng trăm triệu đồng từ việc trồng cây cam, cây bưởi. Nói chung chi bộ thôn thì hỗ trợ thì nói chung có cái mọi cái chỉ tiêu, cái chế độ chi thì Hồng lần đại tả đến nơi chốn. Còn ngoài ra kỹ thuật, khoa học kỹ thuật thì có những cán bộ, có những từ thôn cho đến xã thì có cái gì là Hồng mời họp hành, có những triển khai, nó những đầy đủ thôi. Để gia đình tiếp thu được cái khoa học kỹ thuật của cấp trên. Từ ngày cõi máy thì được rất là đồng nghiệp bao nhiêu, khỏe người. Nói chung không phải cầm bón phấn, không phải cầm cái cuộc để làm đó. Tôi sự ủng hộ và giúp đỡ của tập thể, của chính quyền, thì nói chung thu hoạch cả hàng năm thì cũng tương đối khá khá, thì cuộc sống gia đình cũng tương đối ổn. Vì con cái là học hành nên trốn cả. Hàng năm thì các cái tổ chức đoàn thể, ví như hội nông dân, hội phụ nữ, với lại phối hợp với nông nghiệp của xã là sẽ về tổ chức tập huấn cho bà con để rồi là chuyển giao các cái khoa học kỹ thuật để nhằm cho bà con là áp dụng đúng. Như những năm gần đây thì chúng tôi đang hướng đến là các cái sản phẩm sạch. Và có thương hiệu 6 tổ hợp tác trồng cam và trồng bưởi đã được chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn chúng tôi là đạt 50 triệu đồng trên người trên năm. Và những cái hồ mà trồng cam bưởi thì có thu nhập, thì có những hồ là hàng năm là đạt khoảng 300-400 triệu đến một hồ đến một năm. Nằm trên địa hình bán sơn địa, thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt, chi bộ thôn Bắc Trà lại chú trọng hướng người nông dân tham gia các chuỗi liên kết với doanh nghiệp để xây dựng các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, từ đó đem lại việc làm ổn định, có thu nhập cao cho người nông dân. Đây là trang trại nuôi gà có quy mô trên 2.000 con mới được thôn ký liên doanh liên kết với doanh nghiệp làm mô hình triển khai thí điểm, từ đó rút kinh nghiệm và nhanh chóng nhân ra diện rộng. Diện tích đất nông nghiệp chúng tôi là khoảng là gần 500 hecta thì trồng keo và trồng cây cao su không có hiệu quả mấy, nên chúng tôi là chuyển sang những cái mô hình
làm trang trại để làm cho nhân dân thoát đói giảm nghèo. Được lúc làm cái mô hình này, cấp ủy họp trước, sau đó là được triển khai ra chi bộ đã họp triển khai là mở rộng của toàn dân. Cái mô hình này thì nhân dân cũng rất đồng tình, nên chúng tôi cùng từ đây cùng tiếp tục liên canh liên kết với công trình mô hình để làm thế nào đó để nhân dân diện rộng, để làm sao phát triển kinh tế cho bà con nhân dân ở thôn chúng tôi càng ngày càng phát triển kinh tế mạnh hơn. Còn với mô hình trồng rau trong nhà kính rộng cả chục nghìn mét vuông được xây dựng ở thôn Tây Trà này, thoạt đầu ai cũng nghĩ đó là chuyện viển vông bởi nó nằm trên vùng hẻo lánh khó khăn cho công tác vận chuyển tiêu thụ sản phẩm. Nhưng với sự dám nghĩ dám làm của người đứng đầu, đến nay sau 3 năm triển khai, mô hình đã chứng minh cho một cách làm kinh tế nông nghiệp hiện đại của người nông dân Tây Trà. Theo cái nghị quyết của chi bộ thì thực hiện về nông nghiệp thì gia đình anh Mạnh Hùng này và cải tạo là có những vườn tạp làm cái trang trại này để là đưa lại cái hiệu quả cho là thu nhập cao hàng năm là thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đảng ủy chính quyền của địa phương rồi là của bà con nhân dân là luôn là coi như là đến đây để là vừa tham quan cũng vừa như là coi như là học hỏi làm theo là phát triển kinh tế tại cái nơi trang trại ở cái vùng sau vùng xa này. Đặt kinh tế nông nghiệp làm trọng tâm để tiến từng bước một. Mỗi cấp ủy, chi bộ ở từng thôn lại có một cách làm khác nhau, tạo nên sự khác biệt, sáng tạo trong lãnh chỉ đạo, điều hành công việc thực tiễn. Điều này đã giúp Hương Trà vừa đa dạng sản phẩm nông nghiệp, vừa ứng dụng được nhiều giải pháp khoa học công nghệ. Từ đó, dễ dàng hơn trong xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đó là cách xây dựng nông thôn mới của Đảng ủy xã Hương Trà. Chúng tôi có liên kết với cả cái công ty, với chỗ với sàn giao dịch ở Hà Tĩnh, có tiêu thụ cho bà con và cái đầu ra của sản phẩm là có liên kết. Anh thử ra bây giờ là người dân là yên tâm là đời sống thu nhập hàng năm năm nay vì so với năm sau thì cao hơn năm trước. Trong cái xây dựng nông thôn mới thì một phần rất quan trọng mà để đánh giá cái quyết định để thành công, tức là đó là phát triển kinh tế, thì chúng tôi đã xác định rằng muốn xây dựng nông thôn mới thì cái nhân tố con người là quan trọng. Cái thứ nhất là con người đó phải nắm bắt được, phải có trình độ và nắm bắt được các cái điều khoa học kỹ thuật. Cái thứ hai, trong quá trình xây dựng mô hình thì mình phải xây dựng mô hình cụ thể. Và cái thứ ba nữa là xây dựng những sản phẩm đấy, những sản phẩm nó vừa đảm bảo các cái chất lượng về vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa đáp ứng được vấn đề thị hiếu và đồng thời tức là nó thể hiện một cái tính thẩm mỹ. Nhân dân Hương Trà là đoàn kết thống nhất và có một cái phong cách làm việc rất là khoa học, rất sáng tạo, năng động và dám nghĩ dám làm. Cùng với đó nữa là cái tập thể ban thường vụ, ban chấp hành cũng như các tổ chức trong hệ thống chính trị của Hương Trà là đoàn kết thống nhất, có cái truyền thống nhiều năm liền là đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Do đó mà cái sự lãnh đạo chỉ đạo có thể nói là tập trung rất là cao, và cái sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trong nhân dân để cho giúp cho Hương Trà là trong quá trình xây dựng nông thôn mới là có nhiều cái thuận lợi. Và cho đến nay thì có thể nói là Hướng ra cái điều kiện vật chất rồi tinh thần của nhân dân được nâng lên, cái thu nhập đến đầu người của người dân Hương Trà là cao hơn mức bình quân chung của huyện. Hương Trà là một cái điểm đến của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là được xem như là một miền quê đáng sống của nhiều người dân. Hình ảnh xã miền núi Hương Trà còn nhiều khó khăn, ngày nào đã lùi xa, nhường chỗ cho sự phát triển vượt bậc nhất của huyện Hương Khê. Năm 2015, Hương Trà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, được công nhận là xã nông thôn mới nâng cao và hiện đang là địa phương điển hình trong xây dựng hoàn thiện nông thôn mới kiểu mẫu. Với những thành tựu đạt được, nhân dân và cán bộ xã Hương Trà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thực hiện phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Đặc biệt hiện nay, xã Hương Trà đang được Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho những thành tích nổi bật 5 năm qua. Phần thưởng cao quý này sẽ là động lực quan trọng để mỗi người con Hương Trà tiếp tục phấn đấu, đưa quê hương phát triển, hoàn thiện mục tiêu nông thôn mới kiểu mẫu và vững bước đi lên cùng đất nước.